sao nó sẽ gắn vào đây hơn. Đó, anh lại dùng một chút băng dính nha, để mình tạo điểm cố định cho nó vào. Trên này được một bông hoa nữa này. Chúng ta sẽ làm tiếp tục. Bông hoa khác nha.
xong mọi người lại lấy của nó bật lửa nha, để mình hơ mềm cánh hoa ra để mình uốn cho dễ nha mọi người nha. Sẽ tiến hành lấy gọi là một ít đất nặng để mình đeo vào như thế này để mình tạo thành cuống hoa cho nó đẹp nha các bạn nha.
quân đều quanh này, tạo cho tạo thành cái búp cho đẹp nhé. Đó. Chúng ta đã được năm gọi là tinh hoa như này rồi. Thì nó sẽ cái này để làm lá cây cho nó nha. Mỗi một cành lá mình sẽ cắt khoảng tầm 6 cm nha. Mình sẽ gấp đôi bằng như này. Và mọi người hãy cắt lại một chiều đổ xuôi như này cho đến đoạn cuối mình cắt vét vào trong nha, như này đấy, chúng ta giữ ra như này đấy. Đã được một cái lá này cũng dùng là cái mình hơi làm mềm, mình hơi kéo nó ra một tí như này, được chưa? Đấy. Mình đang giữ như thế, mình để như này, hoặc là nhìn cũng vẫn ok đúng không các bạn? Mình tầm 2-3 cái này đã là ok mà, được chưa?
sau khi đã cắt xong một lần lá này, mình tiếp tục uốn các lá nha, cong các lá này. Mình đã xong được một cái lá này. Và tiến hành mình sẽ gắn lá vào những cành hoa như này nhé. Sẽ tiến hành gắn lên cái thân này một nha. Một cành thì chúng ta chỉ cần gắn hai lá là được. Rất đẹp, hợp tác tương tự với các bông hoa tiếp theo nha.
mình sẽ làm thêm nha. 6cm này các bạn. Mình tiếp tục làm đường cong này nha. Và mình này tạo né thôi. Mình cứ cắt phép cứ theo đường này nha, đầu to đít nhỏ.
tiếp tục phút cắm nha. Mình đã xong một lá tiếp theo, tiếp tục mình sẽ phân lá lên thân các cánh hoa nhé. Mình sẽ làm thêm gọi là một bông hoa màu vàng nữa nha mọi người. Chúng ta vẫn đo 5 cm, 2, 5, 1 đến 5, 5 cánh chúng ta sẽ cắt thành 5 đường. 1 này. Gấp đôi nữa rồi nhé. Chúng ta tiến hành cắt cánh hoa.